Hello cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đến với kênh Quỳnh Khải Vlog mình nha cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là ngon giấc nha cả nhà. Đây, ở sau lưng mình là ông anh ruột của mình nha cả nhà. Đang đội đèn ở trần. Không biết cả nhà đang đón là không biết ông anh mình đang làm gì không cả nhà. Mình cũng mặt mày tối thui đây, các bạn nhiều khi không thấy, các bạn thông cảm mình nha. Tại vì nay hai anh em mình có một chuyến đi câu cá lóc đêm nha cả nhà. Bình thường á là đi cá sắp táp mà nhà mới để xuống chừng 1-2 phút rồi nha, xong mình mà mở máy lên mình, nói chung nay hai anh em mình trải nghiệm đi câu cá lóc đêm. Bình thường câu cá lóc ban ngày là quá bình thường rồi, mình lúc nào cũng muốn đổi mới những điều mới mẻ cho mọi người xem không nhầm chán nha mọi người. Trời ơi, ông anh mình nó táp rồi mọi người ơi. Ôi cũng không nói nhiều đó, để mình quay cận cảnh đi câu cá lóc đêm rồi sao nha mọi người. Đây cả nhà ơi, anh mình ơi, chưa mình tới để xuống pháp rồi đó. Đâu ha, câu này hồi hộp lắm nha mọi người. Hai anh em mình tạm im lặng trong đôi vài phút, đôi ba phút nha mọi người. Cái cá mình nói chuyện nó khôn lắm, nghe nó không táp cả nhà ơi. Các bạn thông cảm mình nha, mở đèn sáng cá nó không táp mà các bạn ơi. Mình mở cái đèn led nhỏ rồi các bạn. Hồi nãy lúc ông anh mình tắt đèn táp quá trời luôn, giờ mở đèn lên cái hết táp. Hay thiệt hay. Mau lẹ. Ơi. Đã mà con ơi. Không có ốc luôn mà vẫn dính nha mọi người. Quá mập. Đáng lý là mình phải có kiếm con ốc. Con này không ốc luôn, cá lóc đồng luôn. Quá chất lượng. Cà già, chiến tích. Quá mập. Chiến tích. Đâu ơi? Gì? Quá mập. Tắt đâu rồi, tắt đèn đâu ạ? Quá mập anh em ơi. Quá đã mọi người. Quá đã luôn. Cá lóc đồng là thấy sướng à, miễn cá hởm không anh em mình nướng con cá lóc đồng chà quá luôn. Con cá lóc này cũng khá nha, tổng á. Đi thôi, giờ hai anh em mình về rộng cá này các bạn. Giờ hai anh em mình đi kiếm thêm những bài khác nữa. Này hai anh em mình có một chuyến hành trình đi câu cá lóc đêm nha các bạn, theo chân hai anh em mình nha. Đây ông anh mình này nghề đủ thứ nghề hết, phải nói miền quê đủ thứ nghề hết nha mọi người. Không, anh mình mua vịt nè để dành câu cá lóc đấy. Ngon lạc. Cận cảnh câu cá lóc đêm. Yeah yeah. Đây. Đây là con vịt Tần Khánh. Vịt gây chiến tích lập công rất nhiều các bạn. Vịt này mình để quần mềm rồng, cá lóc mới tức mới nổi lên táp. 850 rồi không. Câu cá lóc cũng phải có cái nghệ thuật nha các bạn. Rồi hai anh em mình lết vô đi kiếm những bài khác câu tiếp thôi. Ôi cả nhà ơi, hai anh em mình nãy giờ đi kiếm tháo mồi hộp luôn cả nhà. Giờ hai anh em mình đây, hai anh em mình mới quay lại cái bầy hồi nãy, hai anh em mình câu mà dính con rồi á. Giờ quay lại chiến tiếp cái bầy đó, quá trời hai anh em ruồng dắt tối, ruồng vô chó sữa đừng gần nhà ta nữa. Có mất công ta tối ta nghỉ ngơi ta ngủ không được, rầy hai anh em mình nữa, công phiền đến người ta nữa nha cả nhà. Hai anh em quay về cái bầy cũ hồi nãy, bầy rồng bình thường có hai cá lóc, nãy mình câu dính con rồi, giờ con còn con nữa. Để hai anh em mình quần coi con này táp không nha cả nhà. Bầy con nó xíu à, có một miếng à. Ngâm con miếng. Đây. Nãy mình câu dính con giờ đó. Mấy con kia nó tản nó chia bầy ra rồi. Đây, đó. Nó tản tùm lum đó mọi nhà. Đây. Có một miếng à. Quay, lấy qua quay.
đây nè. Đó. Còn mấy con lên lâm nhâm lâm nhâm. Đó. Tản lạc ráo rồi trời, không biết được dính không. Ôi cái hốc này sâu ghê thôi. Còn mấy con lâu nổi lên. Thôi để ông anh mình câu. Thôi quất rồi cả nhà ơi. Tắt đèn chỉ cần mình câu ban đêm mà được lợi câu ban đêm rồi tuy cực nhưng mà nó táp lẹ lắm à, mọi người. Ban đêm là tắt đèn cái nó quất liền à. Giờ để mình mở đèn lên mình quay không biết nó có nhát không. Tại nãy mình câu dính con rồi, sợ nó nhát. Tùm lum chỗ đó. Đi qua đây nè. Trời ơi. Cái gì vậy? Nó cắn nó gãy luôn. Gãy cây luôn hả? Trời ơi. Trời ơi thôi. Ẩu tả. Hả? Đứng ẩu tả. Thiệt tình. Trời ơi, đúng rồi. Thiệt tình. Gãy luôn. Cá gãy gãy mới ngon á. Cá gậy gậy là mới cá khá trong trọng bự bự á. Giật dính đâu rồi. Im đã thấy. Nó sợ tét môi như con ấm nữa nhé. Thôi. Con cái thế này nó bỏ nó cả. Trời ơi. Con vịt nó còn bự hơn con cá lóc. Rồi một tập luôn anh em ơi. Ôi. Mùa này nói chung là kiếm cá cũng cá lóc cũng có. Ôi cá lóc đồng là được rồi các bạn. Nhưng mà con kia bự. Con kia bự, con nhỏ, con kia con cái, con này cũng được. Kia hơn nửa ký nhưng mà cũng mập ha. Rồi, vậy được, miễn cá lóc đồng là được. Rồi. Làm nhảy chụp thấy bà tưởng bự. Ôi. Cá rồi. Ôi trời ơi trời. Thôi. Ôi cả nhà ơi, anh em nay cũng nói chung nãy giờ anh em mình đi kiếm quá trời chỗ luôn, có được bầy này anh em mình câu cũng dính cặp luôn rồi. Con đầu thì con bự, còn con sau thì quá trời nhỏ thì hết nói là mình phóng theo mệt chết. Thôi nói chung clip nay anh em đi thử đi câu trải nghiệm câu cá lóc đêm coi sao nha cả nhà. Nay nói chung thành công cũng được con một cặp nữa nha, con bự con nhỏ. Nói chung clip cũng anh em cũng làm cho nó thú vị, cho lạ vui cả nhà. Cả nhà nhớ like và chia sẻ và đăng ký mạnh cho mình nha cả nhà. Đây con sao cả nhà. Thôi đi con vịt. Nói chung clip đến nay đến giờ anh em cũng kết thúc luôn nha cả nhà. Rồi tạm biệt cả nhà đó. Rồi chào tất cả mọi người. Bye cả nhà.